gia đình ông Thu có nhiều thế hệ chung sống. Bên cạnh việc sử dụng điều hòa và các thiết bị khác, cùng với kinh doanh thiết bị điện, nhưng cả năm, gia đình ông chỉ phải chi trả khoảng 500.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Đó là nhờ gia đình có thói quen, cần thiết mới bật công tắc, không dùng thì tắt, rút vít cắm và ưu tiên dùng đồ tiết kiệm điện. Hiện nay là những thiết bị điện sinh hoạt gia đình đã dán nhãn mác tiết kiệm điện, thì mình chọn cái dòng sản phẩm đó là mình xài nó là an tâm nhất. Cách sử dụng điện sinh hoạt nhà ông Thu cũng là một số giải pháp mà ngành điện khuyến nghị khách hàng nên thực hiện để tránh tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng. Cái mùa tháng 3, tháng 4 này đã bắt đầu vô mùa nóng. Thì mình nói tầm 10 cái đơn thì khoảng 8 cái đơn là khách hàng sử dụng là nhiều hơn. Do mùa nóng thì sử dụng cái thiết bị làm lạnh nhiều, thì cái tiền điện nó tăng lên. Không chỉ hộ gia đình, các đơn vị điện lực miền Nam cũng tuyên truyền vận động khách hàng là doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện phương án tiết kiệm điện. Ngành điện cũng chuẩn bị các phương án để phục vụ người dân khi vào mùa nắng nóng. Chúng tôi cũng bố trí lực lượng ghi chỉ số và bộ phận phúc tra là hai cái bộ phận độc lập. Ngoài ra thì đối với những cái thắc mắc mà chúng tôi thấy nó có vấn đề bất thường thì chúng tôi cũng sẽ bố trí cái lực lượng để mà tổ chức đến kiểm tra. Việc đảm bảo cung cấp điện liên tục trong mùa khô cũng được các đơn vị bảo đảm bằng các giải pháp công nghệ và sửa chữa nhiều hạng mục trong một lần cắt điện. Chúng tôi đã dùng những cái giải pháp, ví dụ như là chúng tôi lắp thêm những cái phân đoạn để hạn chế cái việc mất điện diện rộng cho những cái công trình lớn. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, sản lượng điện tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam tháng 2 vừa qua tăng đến hơn 17% so với tháng 1. Trong các tháng nắng nóng mùa khô, nhu cầu sử dụng điện có thể còn tăng thêm. Do đó, việc tiết kiệm điện không chỉ có ý nghĩa giảm tiền điện cho các hộ tiêu thụ, mà còn giảm nguy cơ quá tải cục bộ, dẫn đến sự cố mất điện.